Video địa chỉ hay là 7 Tân Phước, phường 6, quận 10. Thì như các bạn thấy, ở đây mình có một cái màn hình menu chính của chiếc đầu karaoke Agnos SK9018KTBW của Sunka Media. Thì cái chiếc đầu karaoke này mình đã giới thiệu các bạn ở cái video clip lần trước đó. Thì ở cái video clip lần này thì mình sẽ tiến hành trải nghiệm thêm một vài những cái tính năng trên cái chiếc đầu karaoke này nữa đó. Thì cái màn hình menu chính của chiếc đầu karaoke Agnos SK9018KTBW này khá là đơn giản và trực quan, dễ sử dụng, cái icon theo dạng trục ngang đó. Thì ở cái mục cài đặt này là cái mục bạn có thể cài đặt những cái thông số về hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh cho phù hợp trên cái chiếc đầu karaoke này, giúp cho nó hoạt động được tốt hơn đó. Ở cái mục loa thì như các bạn đã biết thì cái chiếc đầu karaoke SK9018KTBW này nó hỗ trợ cái khả năng xem phim HD, Full HD, đồng thời được trang bị thêm cái cổng optical ở phía sau để xuất tín hiệu âm thanh 5.1 đó. Do vậy để có những cái trải nghiệm về mặt âm thanh tốt hơn, phù hợp hơn thì bạn cần phải tùy chỉnh ở cái mục loa này để cho nó chính xác và đạt chất lượng tốt nhất khi xem phim. Đây, ngoài ra ở cái mục mạng, đây là cái mục để cài đặt cái mạng internet, giúp cho cái chiếc đầu karaoke này có thể kết nối mạng và update những cái bài hát karaoke MIDI từ kho nhạc MIDI của Sunka Media. Thì cái tính năng này mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một cái video clip khác đó. Ngoài ra còn có một cái icon mạng ở đây. Thì cái icon mạng này nó làm gì? Thì nó chỉ có một cái duy nhất một cái ứng dụng Google Maps, do mình chưa kết nối internet cho nên mình cũng không vào. Đấy. Trò chơi thì cái mục này nó sẽ kèm thêm một vài những cái trò chơi trong hệ thống, những cái trò chơi nhỏ thôi, nó giúp bạn thư giãn khi không muốn hát karaoke nữa, chẳng hạn như Sudoku. Đấy. Bạn có thể dễ dàng giải trí với Sudoku khi không muốn hát karaoke. Thì bạn chơi từ remote, bởi vì cái chiếc remote này cũng khá là to cho nên rất là dễ thao tác nữa. Rồi, cái tính năng karaoke thì mình sẽ nói sau. Về cái tính năng đọc sách điện tử thì sách điện tử thì giúp bạn đọc những cái ebook hay là những cái dạng truyện, dạng file đó. Nó truy xuất từ cái những cái thiết bị ở ngoài thông qua cổng USB của bạn. Tiếp theo tính năng hình ảnh thì để bạn duyệt hình ảnh từ những cái thiết bị gắn ngoài, cũng như cái tính năng đọc sách điện tử mà thôi. Rồi, cái tính năng nghe nhạc không biết ở đây sao nó bị ẩn, có thể là do nhà sản xuất họ khóa lại. Nói về cái tính năng xem phim thì đây là cái tính năng mình cũng muốn nói đến rất là nhiều, bởi vì ngoài cái tính năng karaoke thì cái chiếc đầu karaoke nó SK9018KTBW còn hỗ trợ thêm cái khả năng xem phim đó. Thì bây giờ mình sẽ vào cái khả năng xem phim của nó. Thì sau khi bấm vào cái icon xem phim thì cái chiếc đầu karaoke này nó sẽ tự load vào cái thiết bị ở ngoài thông qua cổng USB. Thì ở đây mình có một cái chiếc ổ cứng ở ngoài thông qua cổng USB 2.0 trên chiếc đầu karaoke nó SK9018KTBW này đó. Thì bây giờ mình sẽ chọn một bộ phim HD để trải nghiệm xem coi cái khả năng xem phim trên cái chiếc đầu karaoke này nó sẽ như thế nào đó. Như các bạn đã thấy, cái khung trình duyệt file của nó rất là ấn tượng và trực quan. Một bên tay phải là nơi hiển thị thông tin file cũng như là cái màn hình nhỏ để xem trước cái nội dung, và bên tay trái là hiển thị cái file, nơi chứa file đó. Bây giờ mình sẽ mở cái bộ phim này lên. Thì đây là cái tính năng thêm của một cái chiếc đầu karaoke cho nên bạn cũng không thể quá đòi hỏi như một cái tính năng xem phim trên một cái chiếc đầu phát đó. Thì nhìn chung cái chất lượng hình ảnh như bạn thấy trên cái video này cũng khá là tốt. Đấy. Tạo sắc, âm thanh. Mình sẽ tua tới xem thế nào. Đó, cái này xử lý tức thì cũng khá là tốt, nó không bị lắc giật. Mặc dù bộ phim này dung lượng cũng khá là to. Tôi lùi xem như thế nào. Đấy, khá là tốt. Rồi, thì đó là cái tính năng xem phim của cái chiếc đầu karaoke nó SK9018KTV. Bây giờ mình sẽ nói đến cái tính năng karaoke. Thì đây là cái tính năng chính của cái chiếc đầu karaoke này. Dĩ nhiên là như vậy rồi.
Thì khi vào cái icon karaoke thì nó thì cái chiếc đầu karaoke này nó sẽ hiện lên một cái đoạn quảng cáo nhỏ. Thì đây là cái thời gian để cái chiếc đầu karaoke của bạn có thể lock những cái dữ liệu karaoke từ cái ổ cứng gắn trong cũng như là từ cái thẻ nhớ micro SD đi kèm. Rồi thì sau khi lock xong nó sẽ boot thẳng vào cái màn hình chính của cái tính năng karaoke. Thì bạn chỉ cần nhập mã số bài hát, chọn bài hát, bài hát mà thôi. Đó, thì bạn có thể thao tác từ cái chiếc remote truyền thống cùng với cái cuốn song list đi kèm, hay là bạn có thể thao tác trực tiếp bằng cách là tìm kiếm bài hát trên cái chiếc đầu karaoke này bằng cái chiếc remote. Đó, rất là nhiều tính năng. Hoặc là bạn có thể kết nối với máy tính bảng hay là smartphone để có thể điều khiển bấm chọn tìm kiếm được dễ dàng hơn. Đó, rất nhiều. Thì cái việc kết nối với smartphone hay là máy tính bảng mình cũng đã có thực hiện ở một cái video clip trước, bạn có thể xem qua để biết được cái cách sử dụng khi mà kết nối với máy tính bảng hay là smartphone thông qua cái ứng dụng Karaoke Connect. Đó, rất là dễ dàng. Rồi, thì bây giờ mình sẽ tìm thử một cái bài karaoke để phát thử xem nó như thế nào. Thì để tìm cái một bài karaoke nào đó, bạn chỉ cần đánh những chữ cái đầu trong tên bài hát thôi, không cần đánh hết. Tìm bài giống mưa thì mình đánh chữ DM ở đây. Rồi, thì sau khi chọn thì nó sẽ bắt đầu phát cái bài giống mưa. Thì trên cái chiếc remote này, cái nút melody là cái nút để tắt mở cái tên ca sĩ đối với những bài hát MTV karaoke. Thì những cái bài hát MTV karaoke bạn có thể sưu tầm rất là nhiều nguồn, chẳng hạn như YouTube hay là trên những cái kho chia sẻ online trên mạng. Đấy. À, rồi thì để có những trải nghiệm tốt nhất khi hát karaoke cũng như là những cái tính năng trên cái chiếc đầu karaoke Agnos SK908KTB W này, bạn có thể đến tại Video ở địa chỉ 27 Tân Phước, phường 6, quận 10 hoặc ở địa chỉ 46 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận để có thể trải nghiệm có những cái trải nghiệm tốt nhất và trực tiếp nhất trên cái chiếc đầu karaoke này, hoặc là có thể dùng thử, mang về nhà dùng thử một cách miễn phí. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào các bạn.